Hello mọi người, xin chào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách để chúng ta trồng giống ổi lê Đài Loan. Thì đây là những cái lip mô mình chuẩn bị sẵn ha. Đây là cái lip mô nè. Đó. Bây giờ trồng như thế nào? Thì trước tiên thì mình trồng mình chuẩn bị cái lip như thế này. Chưa? Đó, mình là lên lip như thế này nè. Đó. Thì cái khoảng cách giữa cái gốc ổi này với gốc ổi kia thì khoảng 2 mét. Đó, khoảng 2 mét, khoảng cách mỗi gốc như thế này là khoảng 2 mét. Đó, được chưa? Rồi thì kế tiếp là mình chọn cái giống. Đây là cái cây ổi mình đã trồng sẵn nè. Thì giống mình chọn giống như thế nào? Thì cái cây giống mình sẽ chọn những cây tốt. Đó, được chưa nào? Đó. Đó, giống tốt như thế này ha. Đây mình giống mà mình mua cây giống ở Trà Giống á. Đó. Thì đây là giống ổi lê Đài Loan, trái rất là to và ngọt. Đó. Được chưa? Đây là cái clip cái mô mình nó trồng sẵn nè. Đó, ha. Đó, khoảng cách đây trồng sẵn. Rồi bây giờ cách trồng như thế nào? Thì trước tiên mình sẽ xới đất lên. Thì mình xới cho nó tơi nhuyễn lên để cái rễ nó sẽ mau bắt đất hơn, cây mau phát triển. Đó. Thì đây là cái quy cách mà cái mình làm một cái clip như thế. Mỗi một clip như thế nó có đều có rãnh mương để làm gì, nó để thoát nước. Rồi đây chuẩn bị sẵn cái này, đây là cái rơm mục. Hay là mình nếu như mình không có rơm mục thì sử dụng phân chuồng cũng được. Đó. Rồi sau đó là mình xới lên, xới cho đều lên. Xế đều lên rồi, đây cái bầu ổi nè. Cái bầu ổi này mình phải xé cái nhãn cái bọc nó ra, xé cái bầu ổi ra. Xé bọc này ra, ta làm rất là kỹ. Cho nên là ổi này mình trồng chắc, rất là chắc, chắc ăn luôn. Xé bọc này ra nè. Đó. Thì mình lựa cái giống ổi nó như thế này nè. Nó có rễ rất là nhiều như thế này. Đó, rễ nè. Không, rễ đầm trắng như thế này. Mình trồng thì sẽ đảm bảo cái giống của mình nó không bị thiệt hại, bị hao hụt khi trồng. Rồi. Sau cùng là mình đặt xuống thôi. Đặt xuống. Thì này mình đạm cho nó sâu xuống chút ha. Để cho nó khỏi cái mặt mô. Đấy. Sau đó mình lắp đất lại. Này. Nào. Lắp lại. À, dạ. Trồng như thế này ha. Sau khi mình trồng xong rồi thì mình sẽ tưới nước cho nó ướt tầm khoảng 10 ngày, 5-7 ngày gì đó. Mình thấy nó tốt rồi mình sẽ bắt đầu tưới một lần phân với cái lượng lỏng thôi, đậm quá nó sẽ bị
đứt rễ thối rễ chết. Đó, thấy chưa nào? Đó, đây đây là cái mô hình của mình ha, mô hình trồng ổi đó, cái mương tưới nè, thấy chưa nào? Đó, cái bên kia trồng sẵn rồi, đó, cái này là mới trồng, thấy chưa? Đó.